Nhà chức trách Thái Lan đã ban bố cảnh báo lũ lụt tại 5 tỉnh Đông Bắc Thái Lan, nơi nước, nước sông Mekong dâng cao có thể bờ. Nhiều nơi ở tỉnh Nông Khai, Đông Bắc Thái Lan đã bị ngập lụt do sông Mekong dâng cao. Khu vực thị trấn ở huyện Moang là một trong những nơi bị ngập lụt nặng nề nhất, khiến mọi hoạt động kinh doanh bị đình trệ trong vài ngày qua. Tại tỉnh Nakhon Phanom, mực nước sông Mekong đang tiếp tục dâng cao. Người dân và những người bán hàng rong dọc bờ sông Mekong đã được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn và sân vận động Nakhon Phanom đã được chuẩn bị để sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời nếu cần. Cùng ngày 17 tháng 9, Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể xảy ra trên khắp đất nước với gió mạnh và thủy chiều dâng cao dọc theo bờ biển Andaman và thượng nguồn Vịnh Thái Lan cho đến ngày 29 tháng 9.